Nhan sắc xinh đẹp theo thời gian của người vợ hai, ca sĩ Hùng Cường, cuộc sống bây giờ ra sao? Lúc sinh thời, nghệ sĩ Hùng Cường là một người tài hoa và cũng rất đào hoa, nhưng ông chỉ lập gia đình với hai người phụ nữ, đó là Hình Thị B, sinh cho ông 5 người con, gồm 2 người con trai và 3 người con gái. Nhưng có một người con gái út đã mất rất sớm. Đến năm ông 47 tuổi thì lập gia đình với người vợ thứ hai là Phương Mỹ Dung. Theo như chia sẻ của ông thì cô vợ này rất trẻ so với tuổi của ông thời đó, và có với người vợ này 2 người con, một người con gái đầu đã lập gia đình và có 3 người con, và một người con trai sau chưa lập gia đình. Hình ảnh của người vợ sau này của ông được các con chia sẻ rất hiếm hoi. Có một dạo, ca sĩ Kim Tiến đã rất thân gia đình của nghệ sĩ Hùng Cường, được người vợ hai mời đến nhà đám giỗ ông thì một vài tấm ảnh được hé lộ. Vào thời điểm hiện tại, bà vẫn còn rất xinh đẹp và có cuộc sống bình yên bên con cháu. Nghệ sĩ Kim Tiến chia sẻ, anh Hùng Cường từ biệt cõi đời vào ngày 1 tháng 5 năm 1996. Dung, tên người vợ sau cùng của anh Hùng Cường và hai con anh, đã tổ chức ngày giỗ như mọi năm. Dung gọi phone cho tôi trong những ngày tôi còn tại Tennessee. Như năm rồi, Dung chỉ mời vợ chồng tôi và cô bạn thân của Dung. Em mời anh chị đến với giỗ anh Cường vì em biết ai là người thương anh Cường và em trong những lúc ốm đau hoạn nạn. Đó là câu nói của Dung. Dung chờ tôi và ông xã đến để cùng thắp nhang cho anh Hùng Cường. Dung nấu cơm chay cúng anh. Hai cháu Beatrice Trần và Turner Trần nhắc ba với cô Tiến mà nước mắt rưng rưng. Lúc ca sĩ Hùng Cường còn tại thế, người hâm mộ chỉ biết nhiều đến chuyện tình của ông với người con gái tên Hình Thị B. Lúc Hình Thị B 16 tuổi thì chàng trai Hùng Cường được 18 tuổi thì họ đã cưới nhau và sinh được 5 người con. Ca sĩ Quang Bình sinh năm 1957, đạo diễn Quang Đại sinh năm 1959, ca sĩ Phương Dâu sinh năm 1961, ca sĩ Phương Huy sinh năm 1963 và người con gái út tên Phương Uyên sinh năm 1965 đã mất năm 1975. Sau này ca sĩ Quang Bình gặp gỡ nữ danh hài Thiên Nga và anh đã hé lộ thêm 4 người con khác của ca sĩ Hùng Cường là Bảy Triệu, Thúy An, Nga Ti. Nhưng theo một số người quen biết người vợ thứ hai của ông cũng cưới hỏi đàng hoàng bên Pháp là bà Phương Mỹ Dung. Trong đám cưới ngày 25 tháng 12 năm 1982, người vợ sau của ca sĩ Hùng Cường nói về nhan sắc không đẹp bằng bà Huỳnh Thị B, nhưng lại có nét rất tây và dễ thương. Trong đám cưới của ca sĩ Hùng Cường vào thời điểm đó được tổ chức bên Pháp nhằm ngày Giáng sinh, có thể thấy rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đến tham dự. Bạn trai của Phương Hồng Quế, Phượng Mai, ông Tô Văn Lai, bà trùm Paris Bay Night Thiên Nga, nhạc sĩ Lam Phương, gia đình em trai, em gái, em trẻ ca sĩ Hùng Cường và cha mẹ ruột của cô dâu. Ca sĩ Hùng Cường lấy vợ lần hai. Khi tuổi đời đã 47 tuổi, ông đã ôm hôn vợ say đắm trong đám cưới. Theo như ca sĩ Quang Bình từng kể lại, cha mình là người rất tài hoa và ăn nói rất có duyên. Trong tiệc cưới, ca sĩ Hùng Cường rất hoạt ngôn, ông đi chào hết bàn này rồi đến bàn khác. Nghệ sĩ Hùng Cường đào hoa nhất Sài Gòn, không chỉ là nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn, Hùng Cường còn được mệnh danh là nghệ sĩ đào hoa nhất. Nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền, người biện diễn thân thiết một thời của Hùng Cường, từng thừa nhận về độ đào hoa của Hùng Cường rằng: "Tôi có thể nói là anh ấy chẳng thể có dư thì giờ để yêu tôi vì chung quanh anh ấy có quá nhiều người đẹp ái mộ." Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, người tình sân khấu của Hùng Cường suốt nhiều năm, từng kể rằng không chỉ yêu nhau trên sân khấu mà ngoài đời họ cũng từng có thời gian phải lòng nhau. Tuy nhiên khi Hùng Cường thổ lộ tình cảm, Bạch Tuyết đã tỉnh táo trả lời rằng: "Chúng mình khao khát nhau, khán giả sẽ say mê. Mình lấy nhau rồi, khán giả sẽ mất giấc mơ. Anh có muốn đổi không? Da em đen, miệng em rộng, em đã có chồng. Còn anh xung quanh có biết bao cô 16 tuổi tươi trong. Vậy mình dừng thương nhau 3 tháng, tạo scandal rối mù, rồi bỏ nhau." Dường như các cuộc tình của Hùng Cường sau khi nổi tiếng phần nhiều là bay bướm, gió trăng. Riêng mối tình với người vợ đầu tiên là bắt đầu từ trước khi Hùng Cường nổi tiếng, lại rất trong sáng và lãng mạn, là nguồn cảm hứng cho ông sáng tác nhiều ca khúc đời đời, như Về Thăm Xứ Lạnh, Trăng Cam Ly. Hai người kết hôn vào năm 1956, khi Hùng Cường đã có chút tên tuổi và có với nhau 5 người con. Tuy nhiên do không thể chịu nổi tính trăng hoa của chồng, vợ Hùng Cường đã quyết định đưa đơn ly dị vào năm 1972. Bước ngoặt năm 1975, sang năm 75, cũng giống như những năm ca nhạc vàng khác trong tứ trụ Chí Linh, Duy Khánh và Nhật Trường, Hùng Cường còn ở lại trong nước. Thời gian này ông có hát một ca khúc nhạc, đó là Tự Nguyện,
mọi bước ta đi. Đến năm 1980, Hùng Cường mới sang được Hoa Kỳ, cư ngụ tại Cali và tiếp tục sinh hoạt văn nghệ. Kết hợp cùng Mai Lệ Huyền để lưu diễn khắp các châu lục và phát hành một số CD tại hải ngoại. Ông qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1996 tại bệnh viện Fontenquelli, quận Cam, California, hưởng thọ 60 tuổi. Như là một định mệnh, khi ông đã từng trình bày trước thành công ca khúc 60 năm cuộc đời của nhạc sĩ Y Văn, và ông qua đời cũng vừa tròn 60 tuổi, tính theo tài lịch. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết từng tiết lộ cuộc gọi cuối cùng với danh ca Hùng Cường. Trong tập Vét Sóng, lần đầu tôi kể, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết có dịp chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Theo giọng ca Nữ Đời Hương Phấn, đó là lúc bên mẹ năm bà 8 tuổi, là khoảnh khắc đứng cùng sân khấu với đàn chị Thanh Nga, má bảy Phùng Hát, và cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ Hùng Cường. Nhắc đến người bạn diễn ăn ý trên sân khấu cải lương, Bạch Tuyết không giấu được sự nghẹn ngào khi được hỏi về cuộc gọi cuối cùng với nghệ sĩ tài danh Hùng Cường. Giọng ca sinh năm 1945 chia sẻ, đó là đêm mà tôi trở lại sân khấu và khai trương vở diễn Dương Văn Nga ở nhà hát Trần Hữu Trang. Nửa đêm tôi nhận được điện thoại của anh Hùng Cường. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe tiếng một người đàn ông khóc. Tôi không bao giờ tưởng tượng một người gan dạ, tài hoa như Hùng Cường mà khóc. Nhắc lại thời điểm đó, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết bồi hồi nhớ đến lời tâm sự đầy chân thành của người bạn diễn ăn ý. Nghệ sĩ Hùng Cường từng nhắn nhủ, anh không được hát với em nữa rồi, vậy thì bây giờ em phải hát thật hay, em hát giúp cho anh, để tạ ơn khán giả, anh cảm ơn em, anh nhớ cải lương lắm, coi như đây là lời cuối cùng anh được nói với em. Lắng nghe những chia sẻ của đàn anh, Bạch Tuyết nước mắt như mưa, tôi nghẹn đến nỗi không nói được tiếng nào với anh ấy. Lúc đó, tôi chỉ biết khóc thôi, đến bây giờ tôi vẫn ân hận vì không nói với anh câu nào, cả lương chia bảo nhớ lại. Sau cuộc gọi định mệnh đó, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết gặp lại nam danh ca Hùng Cường trong hoàn cảnh trớ trêu, đó là gia đình đưa hài cốt nam nghệ sĩ trở về Việt Nam theo di nguyện của ông. Không có nỗi buồn nào hơn, không có niềm đau nào hơn, và cũng không có hạnh phúc nào đặc biệt như thế. Tức là mình có thể từ giã người bạn đồng nghiệp thân thiết hát chung với mình, trở thành cặp đôi được khán giả yêu quý. Chúng tôi được gặp nhau ở trên chùa nghệ sĩ, bà xúc động. Trước đây đoàn cải lương Bạch Tuyết Hùng Cường khi được thành lập đã tạo được nhiều tiếng vang. Tuy nhiên việc đoàn sớm giải tán khiến cho nhiều người bất ngờ. Trong chương trình khi được hỏi về điều này, cải lương chia bảo cho hay, theo tôi trời đất cho mọi người một chuyện thôi, mình dở cái này thì cái khác sẽ dở, chứ không hoàn hảo được. Tôi với anh Hùng Cường yêu nghề, lên sân khấu hát hết mình, nhưng muốn đoàn hát tồn tại đàng hoàng thành công thì phải biết cách quản lý tổ chức. Chuyện này phải học chứ không phải tự nhiên mà biết được. Cha mẹ cho giọng hát trời đất, tổ nghiệp cho tiếng tăm để bà con thương, nhưng cách quản lý thì chúng tôi không biết làm. Chúng tôi thấy nếu làm tiếp thì chắc sẽ mất nghề. Vì làm việc đó phải tính toán thì mới bảo tồn vốn và có lời như ông bà bầu. Cuối cùng hai đứa thảo luận với nhau, thế mình có cái nghề tổ nghiệp cho rồi, nên cái kia để người khác làm, mình chỉ hát thôi, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết chia sẻ thêm.